Nhà chiến lược quân sự hạt nhân nổi tiếng Bernard Brody cho biết, các quốc gia thường không hù dọa khi đưa ra những tuyên bố mang tính sống còn. Theo nhà báo chuyên mục quốc tế của tạp chí Mỹ National Interest là ông Benjamin Gilner, lịch sử đã chỉ ra rằng việc cho rằng đối thủ đang lừa gạt về ranh giới đỏ, làn danh đỏ của mình có thể dẫn đến những sai lầm đắt giá hoặc thậm chí là thảm khốc đối với bất cứ quốc gia nào. Theo ông, cuộc xung đột ở Ukraine vẫn đang tiếp diễn ngày càng khốc liệt hơn và ngày càng rõ ràng rằng các quan chức Kiev và đồng minh của họ, đứng đầu là Mỹ, có xu hướng leo thang hơn là chấm dứt xung đột. Nhà báo này đặt câu hỏi, không rõ tại sao Washington ngày càng tự tin vào sự miễn nhiễm của mình trong các hành động gây hấn với Nga ở Ukraine. Hay là họ nghĩ rằng Điện Kremlin sẽ không dám hiện thực hóa những lời cảnh báo của mình. Chính quyền Mỹ đang liều lĩnh thực hiện những bước đi leo thang ngày càng nguy hiểm. Ví dụ như cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga. Có lẽ bởi họ tin rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin sẽ không dám biến những cảnh báo của mình đối với phương Tây thành một hành động đáp trả khủng khiếp. Chính suy nghĩ sai lầm này của Washington đã làm tăng căng thẳng và có tác dụng tích lũy mâu thuẫn có tính chất bùng nổ đối với Moscow. Chuyên gia này nhận định, theo quan điểm của chính quyền Joe Biden, có vẻ như các nhà lãnh đạo chính trị có xu hướng hù dọa đối phương bằng những làn danh đỏ của họ. Nhưng điều này là hoàn toàn sai. Theo giải thích của nhà chiến lược quân sự và hạt nhân nổi tiếng Bernard Brody, các quốc gia thường không hù dọa đối phương khi đưa ra những lời đe dọa mà họ cho là liên quan đến những lợi ích có tính sống còn. Trên thực tế, có rất nhiều bài học trong suốt lịch sử cho thấy sự hiểu lầm về leo thang này đã dẫn đến những hậu quả thảm khốc như thế nào. Thật không may là giờ đây các nhà hoạch định chính sách và nhà phân tích của Mỹ lại đi theo vết xe đổ này khi họ tin rằng Moscow sẽ không thực hiện lời hứa của mình khi nói đến việc sử dụng tất cả các loại vũ khí để bảo vệ lợi ích quốc gia. Sai lầm của các chính trị gia ở Washington giống như đang tự cài đặt một quả bom hạt nhân hẹn giờ lơ lửng trên đầu nước Mỹ. Chuyên gia Benjamin Gilner khuyến cáo các nhà hoạch định chính sách và phân tích của Mỹ nên cẩn thận khi diễn giải các tín hiệu gửi tới phương Tây từ Moscow, bởi không giống như Hoa Kỳ, Liên bang Nga không hề nói khoác đi đề cập đến lợi ích sống còn của quốc gia, dân tộc mình. Nhưng bất chấp điều này, quá nhiều chính khách ở Washington đang kêu gọi Hoa Kỳ tiếp tục phá vỡ các ranh giới đỏ của Nga và không ngừng leo thang xung đột ở Ukraine. Với mức đặt cược quá cao và rủi ro cực lớn, Hoa Kỳ phải cẩn thận để không mất hết những lợi ích cốt lõi của mình. Hệ thống bàn tay thần chết của Nga và nỗi ám ảnh ngày tận thế. Hệ thống bàn tay thần chết được thiết kế hoạt động độc lập để tấn công các mục tiêu của kẻ thù cho dù toàn bộ lãnh thổ Nga bị phá hủy do một cuộc tấn công hạt nhân toàn diện. Nga hiện đang là quốc gia kế thừa kho vũ khí hạt nhân của Liên Xô, có số lượng dự trữ đầu đạn hạt nhân lớn nhất thế giới. Đáng chú ý là hệ thống Perimeter được phương Tây gọi là bàn tay thần chết. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, tính đến năm 2022, Tổng thống Putin kiểm soát khoảng 5.977 đầu đạn hạt nhân. Con số này đối với Hoa Kỳ là 5.428. Ước tính Nga có khoảng 1.500 đầu đạn không sử dụng, nhưng có thể vẫn còn nguyên vẹn, 2.889 đầu đạn dự trữ và 1.588 đầu đạn chiến lược được triển khai. Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử cho biết, về mặt tác chiến, Nga hiện có 882 đầu đạn hạt nhân được triển khai trên các tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất, 576 đầu đạn gắn trên tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và khoảng 200 dự trữ tại các căn cứ để trang bị cho máy bay ném bom hạng nặng. Trong khi, đối với Trung Quốc, kho vũ khí của nước này tổng cộng có 350 đầu đạn, Pháp 290 và Anh 225 đầu đạn. Nếu trong trường hợp Moscow và Washington tấn công hạt nhân, khi đó Nga có thể kích hoạt hệ thống Perimeter, sức mạnh của nó đủ để hủy diệt thế giới nhiều lần. Bàn tay thần chết đảm bảo rằng Nga có thể đáp trả kẻ thù ngay cả khi toàn bộ lực lượng vũ trang của họ bị tiêu diệt. Sau khi kích hoạt, hệ thống Perimeter sẽ khởi động toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của Nga. Đây là một phần trong học thuyết chiến tranh lạnh về sự hủy diệt được đảm bảo lẫn nhau. Chính là bên nào khởi xướng cuộc tấn công hạt nhân trước cũng sẽ bị tiêu diệt. Hệ thống bàn tay thần chết hoạt động như thế nào? Khi Perimeter được kích hoạt,
một tên lửa chỉ huy sẽ được phóng theo quỹ đạo trải dài lãnh thổ của đất nước. Nó mang theo một thiết bị vô tuyến nhằm truyền lệnh phóng tới các hầm chứa hạt nhân của Nga, bất chấp hiện tượng gây nhiễu sóng vô tuyến. Năm 1985, hệ thống Perimeter chính thức đưa vào trong biên chế quân đội Liên Xô khi tên lửa chỉ huy bàn tay thần chết được thử nghiệm thành công. Hệ thống Perimeter của Nga phục vụ mục đích tự vệ và răn đe. Quốc gia này liên tục nâng cấp nó cho phù hợp với các chiến lược răn đe hạt nhân mới của Nga. Điển hình như việc đồng bộ hệ thống Perimeter với các vệ tinh, radar của Nga cho mục đích cảnh báo sớm khi đất nước bị đe dọa tấn công hạt nhân. Thậm chí, nó còn được kết nối với các tên lửa siêu thanh mới của quốc gia này. Vào năm 2011, tướng Sergei Karakaev thuộc lực lượng tên lửa chiến lược Nga xác nhận hệ thống Perimeter với một tờ báo Nga. Đối với Hoa Kỳ, quốc gia này cũng đã phát triển các công nghệ như các cảm biến địa chấn và bức xạ. Chúng sử dụng để giám sát lãnh thổ quốc gia và thế giới liên quan đến các vụ nổ hạt nhân hay các hoạt động quân sự khác. Nhưng quân đội Hoa Kỳ chưa bao giờ chế tạo một hệ thống kích hoạt tự động cho toàn bộ kho vũ khí của mình. Thay vào đó, đất nước Cờ Hoa tạo ra một hệ thống hoàn toàn khác. Nó sẽ đảm bảo rằng những người Mỹ sống sót sau cuộc tấn công hạt nhân thứ nhất có thẩm quyền tiến hành kích hoạt các loại vũ khí hạt nhân của quốc gia để phát động cuộc tấn công thứ hai. Hệ thống Perimeter được báo cáo là vẫn còn hoạt động. Chính vì thế, nguy cơ tấn công hạt nhân tự động do máy tính tạo ra vẫn tồn tại trong cuộc sống ngày nay. Kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn ra, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt kho vũ khí hạt nhân của đất nước trong tình trạng báo động cao. Một số nhà khoa học dự đoán, ông cũng có thể đã chú ý hệ thống bàn tay thần chết. Nga vẫn là một siêu cường hạt nhân. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, kho vũ khí của Liên Xô đạt đỉnh điểm khoảng 40.000 đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ chỉ 30.000 đầu đạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là làm thế nào để đưa chúng vào các vũ khí gắn trên tên lửa, tàu ngầm và máy bay ném bom thế hệ mới của đất nước là một điều không phải là dễ dàng. Nga có khoảng 400 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được trang bị đầu đạn hạt nhân, trong khi bản tin các nhà khoa học nguyên tử ước tính, con số này là 1 kèng 1 bột 85 đầu đạn. Hải quân Nga đang vận hành 10 tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân, có thể mang tối đa 800 đầu đạn và 60-70 máy bay ném bom hạt nhân. Hoa Kỳ cho biết trong đánh giá tình hình hạt nhân năm 2022, Nga và Trung Quốc đang mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình, và Washington sẽ theo đuổi cách tiếp cận dựa trên việc kiểm soát vũ khí nhằm ngăn chặn các cuộc chạy đua vũ trang tốn kém. Trong khi, Tổng thống Putin cho biết ông có thông tin Mỹ đang phát triển khí hạt nhân mới của riêng mình. Theo Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí có trụ sở tại Mỹ, kể từ khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, chỉ có một số quốc gia thử nghiệm vũ khí hạt nhân, bao gồm Mỹ, thử nghiệm lần cuối năm 1992, Trung Quốc và Pháp năm 1996, Ấn Độ và Pakistan năm 1998, và Triều Tiên lần cuối năm 2017. Ai có thể ra lệnh phóng vũ khí hạt nhân Nga? Theo học thuyết hạt nhân của Nga, Tổng thống Putin là người ra quyết định cuối cùng sử dụng vũ khí hạt nhân, bao gồm chiến lược và phi chiến lược. Bên cạnh Tổng thống luôn có một chiếc cặp hạt nhân Cheget, được đặt theo tên ngọn núi Cheget ở dãy Caucasus. Bộ trưởng Quốc phòng Nga trước kia là Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội là Đại tướng Valery Gerasimov cũng được cho là có những chiếc cặp như vậy. Về cơ bản, chiếc cặp là một công cụ liên lạc kết nối lệnh từ Tổng thống Nga với các cấp chỉ huy quân sự hàng đầu và các lực lượng tên lửa thông qua hệ thống điện tử cực kỳ tối mật có tên là Kazbek. Đoạn phim do kênh truyền hình Zvezda của Nga chiếu vào năm 2019 cho thấy chiếc cặp hạt nhân có nhiều nút bấm. Trong phần được gọi là lệnh, có hai nút bao gồm nút khởi động màu trắng và nút hủy màu đỏ. Theo Zvezda, chiếc cặp được kích hoạt bằng một thẻ flashcard đặc biệt. Trong trường hợp Nga đối mặt với một cuộc tấn công hạt nhân chiến lược, Tổng thống Nga sẽ thông qua chiếc cặp gửi lệnh phóng trực tiếp tới Bộ Chỉ huy Tổng tham mưu và các đơn vị chỉ huy dự bị. Đây đều là những đơn vị nắm giữ mã hạt nhân. Mệnh lệnh sẽ nhanh chóng truyền xuống các hệ thống thông tin liên lạc khác nhau tới các đơn vị lực lượng tên lửa chiến lược. Sau đó, họ sẽ kích hoạt tên lửa hạt nhân bắn vào các mục tiêu.
Nếu một cuộc tấn công hạt nhân được xác nhận, Tổng thống Putin có thể kích hoạt hệ thống bàn tay thần chết. Đây là biện pháp cuối cùng. Về cơ bản, máy tính sẽ quyết định ngay tận thế. Một tên lửa điều khiển sẽ ra lệnh tấn công hạt nhân từ khắp kho vũ khí khổng lồ của Nga. Sức mạnh hạt nhân của Nga là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc bảo vệ an ninh quốc gia của họ. Nga sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, với khoảng 8.500 đầu đạn hạt nhân. Trong đó có 4.500 quả đang trong biên chế quân đội và 4.000 quả đang chờ phá dỡ. Nga có 326 tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân, cùng với 624 đầu đạn trên tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và 810 đầu đạn trên máy bay ném bom. Điều này cho thấy Nga có một bộ ba hạt nhân vô cùng mạnh mẽ, bao gồm tên lửa đạn đạo, tàu ngầm và máy bay ném bom, đủ sức răn đe bất kỳ đối thủ nào. Nga cũng không ngần ngại sử dụng đe dọa hạt nhân để ngăn chặn phương Tây can thiệp sâu vào xung đột Ukraine. Như lời cảnh báo của Tổng thống Putin rằng, không ai nên can thiệp vào Nga, một trong những cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới. Điều này cho thấy Nga sẵn sàng sử dụng sức mạnh hạt nhân của mình để bảo vệ lợi ích quốc gia. Chuyên gia Viện SVOP, tổ chức tư vấn thân điện Kremlin, gợi ý Nga tiến hành thử hạt nhân để cho thấy Moscow sẵn sàng leo thang nếu phương Tây tăng ủng hộ Ukraine. Để chứng minh sự nghiêm túc trong ý định của Nga và thuyết phục các đối thủ rằng Moscow sẵn sàng leo thang, chúng ta cần xem xét tiến hành một vụ nổ hạt nhân phô diễn sức mạnh. Dmitry Suslov, chuyên gia cấp cao của Viện Nghiên cứu Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng VIA, có trụ sở tại Moscow, viết trên tạp chí Kinh doanh Profil hôm 29 tháng 5. SVOP là tổ chức tư vấn hàng đầu ở Nga, chuyên đưa ra các đề xuất nhằm hỗ trợ Điện Kremlin thực thi chính sách của mình. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng ca ngợi SVOP, cho biết chính quyền của ông đã tiếp thu một số ý tưởng do viện nghiên cứu này đưa ra. Ý tưởng thử hạt nhân được Soslov đưa ra khi thảo luận về phương pháp có thể răn đe phương Tây, buộc họ không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí NATO viện trợ để tập kích lãnh thổ Nga. Hiệu ứng chính trị và tâm lý của đám mây hạt nhân hình nấm khi được phát trực tiếp trên tất cả các kênh truyền hình toàn cầu có thể sẽ khiến các chính trị gia phương Tây nhớ lại thứ đã giúp ngăn xảy ra xung đột giữa các cường quốc từ năm 1945 tới nay. Song họ phần lớn đã quên. Đó là nỗi sợ về chiến tranh hạt nhân, ông Suslov nói. Theo chuyên gia này, Moscow nên tiến hành các cuộc tập trận hạt nhân chiến lược nhằm cảnh báo các quốc gia phương Tây rằng nếu họ cho phép Ukraine dùng vũ khí NATO tập kích lãnh thổ Nga, Điện Kremlin có quyền phát lệnh tấn công bất kỳ mục tiêu nào thuộc về những nước đó. Nếu các quốc gia trên đáp trả bằng vũ khí quy ước, Nga có thể sẽ sử dụng khí tài hạt nhân. Tuần trước, Moscow đã tiến hành tập trận hạt nhân chiến thuật gần biên giới với Ukraine nhằm phản ứng lại các tuyên bố mang tính đe dọa gần đây của phương Tây. Vũ khí hạt nhân chiến thuật có quy mô, sức hủy diệt nhỏ hơn nhiều so với các loại đầu đạn chiến lược và thường được sử dụng để tạo một số lợi thế nhất định trên chiến trường. Giới chuyên gia nhận định đây là động thái nhằm cảnh báo Mỹ và đồng minh không được can thiệp sâu hơn vào xung đột tại Ukraine. Trước ông Suslov, một số chuyên gia an ninh và nghị sĩ Nga cũng đề xuất Moscow nên thử hạt nhân để gửi thông điệp cảnh báo liên quan xung đột tại Ukraine. Điều này khiến giới quan sát phương Tây lo ngại Nga có thể đang tiến gần tới việc thực hiện một vụ thử như vậy. Điện Kremlin chưa bình luận về bài viết của ông Suslov. Nga trước đó nói nước này chưa thay đổi đổi chính sách về hạt nhân. Nga chưa tiến hành bất cứ vụ thử hạt nhân nào sau khi Liên Xô tan rã năm 1991, còn lần cuối Mỹ thực hiện vụ thử như vậy là năm 1992. Triều Tiên là quốc gia duy nhất từng thử hạt nhân trong thế kỷ 21. Tổng thống Putin tháng 11 tháng 2023 duyệt dự luật rút Nga khỏi hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, với lý do Mỹ đã ký nhưng chưa bao giờ phê chuẩn thỏa thuận này. Dù vậy, các nhà ngoại giao Nga khi đó khẳng định Moscow sẽ không thử hạt nhân trở lại trừ khi Washington làm việc này trước. Kiev đang kêu gọi được cấp quyền sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây viện trợ để tập kích các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga, nhằm ngăn đối phương tiếp tục không kích và phóng tên lửa, máy bay không người lái UAV tự sát vào hậu phương Ukraine. Yêu cầu này đã được một số quốc gia NATO ủng hộ,
trong đó có Anh, song Mỹ chưa chấp thuận. Nga, quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, cảnh báo sẽ coi đây là hành động leo thang nghiêm trọng, có thể kéo NATO và các nước liên quan vào một cuộc xung đột trực tiếp với Moscow, điều làm gia tăng nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân. Tổng thống Putin hôm 28 tháng 5 cho rằng các nước NATO ở châu Âu đang đùa với lửa, khi đề xuất cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây viện trợ để tập kích các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, nhấn mạnh điều này có thể làm bùng phát xung đột toàn cầu. Ông Medvedev nói thật về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine khiến phương Tây lạnh gáy. Cựu Tổng thống Nga cảnh báo rằng Moscow không nói đùa về việc sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine và cho biết các đồng minh của Kiev đang mắc phải một sai lầm chết người nếu họ nghĩ khác. Theo The Daily Beast, hôm thứ Sáu 31 tháng 5, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ nhằm đáp trả lại các báo cáo rằng các nước phương Tây, bao gồm cả Mỹ, Đức, đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do họ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Xung đột quân sự hiện nay với phương Tây đang phát triển theo kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy ra, ông Medvedev viết trên Telegram. Nga coi tất cả vũ khí tầm xa mà Ukraine sử dụng đều được quân nhân các nước NATO trực tiếp kiểm soát. Ông Medvedev tuyên bố và nhấn mạnh rằng hoạt động như vậy nghĩa là sự tham gia tích cực vào cuộc chiến chống lại chúng tôi, chứ không chỉ là sự hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine. Ông Medvedev tuyên bố những hành động như vậy có thể trở thành một hành động kích động chiến tranh. Ông tiếp tục tuyên bố rằng các quốc gia NATO kiểm soát vũ khí tầm xa của Ukraine hoặc gửi một đội quân tới hỗ trợ Kiev sẽ gây ra sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột. Ukraine và các đồng minh NATO sẽ nhận được phản ứng đáp trả với sức mạnh hủy diệt đến mức bản thân liên minh sẽ bị lôi kéo vào cuộc xung đột, ông Medvedev nhấn mạnh. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng cho biết, nhiều quan chức NATO tuyên bố rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Những quả bom được thiết kế để sử dụng trên chiến trường thường có hiệu suất thấp hơn so với vũ khí hạt nhân chiến lược, đã tính toán sai khi khẳng định rằng Nga sẽ không tham gia một cuộc xung đột quân sự vượt ra khỏi biên giới Ukraine. Ông Medvedev nói thêm rằng một đánh giá sai lầm tương tự về việc Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật cũng có thể xảy ra. Ông tuyên bố, quan điểm như vậy sẽ là một sai lầm chết người. Ông Medvedev cho rằng Nga cũng có khả năng tấn công các nước thù địch bằng vũ khí chiến lược. Đây không phải là sự đe dọa hay lừa gạt. Đã có sự leo thang liên tục khi nói đến hỏa lực của vũ khí NATO đang được Ukraine sử dụng. Vì vậy, ngày nay không ai có thể loại trừ khả năng cuộc xung đột chuyển giai đoạn cuối cùng, quan chức Nga nói. Bộ ba hạt nhân đang là vũ khí bảo đảm vị thế siêu cường của Nga. Tuy nhiên, đây là thứ vũ khí không ai muốn sử dụng, vì khi sử dụng, sẽ không còn ai sống sót trên trái đất. Khi đánh giá về khả năng xung đột hạt nhân giữa Nga và Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, tôi không nghĩ có ai có thể sống sót sau một cuộc xung đột như vậy. Máy bay ném bom tầm xa, tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược và các đơn vị tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM trên bộ Topol đã đồng thời tấn công các mục tiêu giả định tại các bãi thử khác nhau trên lãnh thổ rộng lớn của nước Nga. Bốn tên lửa đạn đạo chiến lược được phóng đi. Đích thân Tổng thống Vladimir Putin thực hiện vai trò Tổng tư lệnh tối cao lực lượng vũ trang Nga. Đó là kết quả đạt được cuộc tập trận bộ ba hạt nhân vừa được thực hiện. Để duy trì khả năng răn đe hạt nhân hiện có, Nga thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chiến lược. Mục tiêu chính của chúng là đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu, độ tin cậy của khí tài trong cơ cấu bộ ba hạt nhân để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Nhận lệnh chiến đấu, các đơn vị máy bay ném bom tầm xa từ căn cứ Ukrainka, Engels và Shaykovka đã cất cánh và sử dụng tên lửa hành trình tấn công các mục tiêu giả lập tại bãi thử Kura, Kamchatka, Pemba, Satkomi và Terekta, Kazakhstan. Các máy bay ném bom tầm xa Tu-95MS và Tu-166-Tu-16M1 đã xứng đáng với biệt danh Gấu Tuyết và Thiên Nga Trắng khi hoàn thành nhanh chóng các mục tiêu chiến lược được giao. Mỗi năm, Bộ Quốc phòng Nga nâng cấp 4-5 máy bay ném bom chiến lược tầm xa. Chúng được tái trang bị bằng các hệ thống điện tử trên khoang.
hệ thống trao đổi thông tin và điều khiển hỏa lực mới để đáp ứng khả năng tương tác với các dòng vũ khí hiện đại. Tới năm 2019, phiên bản nâng cấp Tu-16 bom M2 sẽ chính thức gia nhập không quân chiến lược Nga và đảm bảo khả năng răn đe chiến lược ít nhất tới năm 2030. Cùng với các máy bay Tu-95MS và Tu-16E, trong tương lai gần, không quân chiến lược Nga còn được tăng cường sức mạnh bằng các máy bay ném bom thế hệ mới Patria. Với thiết kế khí động học dạng cánh bay, áp dụng công nghệ tàng hình nhờ sử dụng rộng rãi vật liệu Composite, Patria sẽ là lực lượng không quân răn đe chiến lược chính của Nga trong nhiều thập niên tới. Vũ khí của không quân chiến lược Nga là các dòng tên lửa hành trình mới, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường với tầm bắn lên tới hàng nghìn km. Hai loại tên lửa hành trình chính của không quân Nga hiện là X-555 và X-101, biến thể mang đầu đạn hạt nhân, mang tên mã K-102. Tên lửa hành trình không đối đất X-555 là biến thể nâng cấp của tên lửa X-55 xuất hiện trong những năm 1980. Điểm mạnh của X-555 so với phiên bản nguyên gốc là hệ thống điều khiển mới và khả năng thay đổi hành trình bay, kể cả sau khi tên lửa được phóng đi. X-555 có thể mang đầu đạn chùm, nổ phá mạnh tấn công mục tiêu ở khoảng cách 2.000 km. Uy lực hơn X-555 là tên lửa X-101 với tầm bắn lên tới 5.000 km. Cả X-101 và X-555 đều đã được thử lửa tại chiến trường Syria. Một điểm đặc biệt của không quân chiến lược Nga là ngoài các máy bay ném bom hạng nặng, còn có trong trang bị dòng máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M3. Với 24 tấn vũ khí mang theo, tốc độ bay tới 2.300 km/h, Tu-22M3 có khả năng tung các đòn tấn công chết chóc ở khoảng cách hàng nghìn km. Vũ khí tấn công chính của Tu-22M3 là tên lửa hành trình X-22M với tầm bắn tới 480 km. Ngoài ra, dòng máy bay ném bom chiến thuật này còn có thể trang bị tên lửa đạn đạo chiến thuật hàng không X-15. Dòng tên lửa với tốc độ bay tới Mach 5 và tầm bắn 300 km thực sự là vũ khí không thể ngăn chặn. Đánh giá về khả năng của X-15, giới chuyên gia coi nó là Iskander của không quân Nga. Trong khi tên lửa hành trình chỉ là phương tiện tấn công phủ đầu, thì các đơn vị ICBM mới là lực lượng răn đe chiến lược ở cấp toàn cầu của Nga. Trong cuộc diễn tập vừa diễn ra, một ICBM Topol đã được phóng từ sân bay vũ trụ Plesetsk. Quỹ đạo bay của ICBM Topol hoàn toàn ổn định và tấn công trúng mục tiêu tại bãi thử Kura. Cùng với Topol, thành phần trên bộ của bộ ba hạt nhân Nga còn có bốn dòng ICBM chủ lực khác là RS-20M Vovoda, RS-18A, RS-12M2 Topol-M và RS-22 Yars. Khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị ICBM này hiện là 99%, trong đó 96% có thể thực hiện đòn tấn công chiến lược gần như tức thì. RS-20M Vovoda là dòng ICBM hạng nặng, có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng tới 8,8 tấn tới lãnh thổ đối phương. Mỗi ICBM Vovoda mang tới 10 đầu đạn có sức công phá 1 megaton, đủ sức tàn phá vùng lãnh thổ rộng bằng nước Pháp hoặc bang New York, Mỹ. Vovoda chính là đòn tấn công chủ lực trong cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện. Khác với RS-20M Vovoda, RS-22 Yars lại là các đơn vị tấn công phủ đầu với đạn ICBM nhiên liệu rắn có khả năng phản ứng nhanh, mang đầu đạn nhỏ. Mỗi ICBM Yars chỉ mang 9 đầu đạn với sức công phá 150 kiloton đầu đạn. Để bù lại, RS-22 Yars được đặt trên các xe dã chiến cơ động cao thay vì giếng phóng cố định như Vovoda, giúp tăng khả năng sống sót trong điều kiện tác chiến. Khi chiến tranh nổ ra, các đơn vị Yars có thể cơ động liên tục và ngụy trang để tránh các phương tiện trinh sát của đối phương. Việc xác định vị trí của các bệ phóng Yars trên lãnh thổ rộng lớn của Nga là việc làm bất khả thi. Ngoài ra, công nghệ đầu đạn có khả năng tự thay đổi quỹ đạo bay của Yars, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa trở thành đồ vô dụng. Sức mạnh răn đe hạt nhân trên bộ của Nga sẽ được tăng cường đáng kể khi đoàn tàu hạt nhân Barguzin và ICBM hạng nặng thế hệ mới Sarmat được đưa vào trang bị. Được coi là người kế nhiệm của RS-20M Vovoda, ICBM Sarmat thực sự xứng với biệt danh Quỷ Satan. Nặng 110 tấn, tầm bắn 11.000 km, Sarmat có thể mang theo 10-15 đầu đạn hạt nhân riêng lẻ, với sức công phá 750 kiloton trên đầu đạn. Tất cả các đầu đạn của Sarmat đều ứng dụng công nghệ tự thay đổi quỹ đạo bay để xuyên thủng lá chắn tên lửa.
Chính vì sự nguy hiểm của Sarmat, giới chuyên gia quân sự phương Tây đã đặt biệt danh cho nó là Satan 2. Thành phần cuối cùng của bộ ba hạt nhân Nga là các tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược. Trong cuộc tập trận chiến lược, một tàu ngầm thuộc hạm đội Thái Bình Dương đã phóng hai tên lửa từ biển Okhotsk vào bãi thử Chiza, vùng Arkhangelsk. Trong khi đó, tàu ngầm thuộc hạm đội biển Bắc phóng một tên lửa nhằm vào bãi thử Kura. Hải quân Nga hiện có hàng chục tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa chiến lược đang hoạt động trên các đại dương. Điểm đáng chú ý nhất của lực lượng tàu hạt nhân Nga hiện nay là các tàu ngầm lớp Bori mang tên lửa đạn đạo, phóng từ tàu ngầm SLBM, Bulava, có trong biên chế hạm đội biển Bắc và Thái Bình Dương. Tới năm 2020, Hải quân Nga sẽ được biên chế khoảng 8 tàu ngầm lớp Bori để đảm bảo sức mạnh chiến lược cho tới khi tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 5. Sức mạnh chính của mỗi tàu ngầm lớp Bori là 16 SLBM Bulava mang theo. Nặng 36 tấn, tầm bắn 8.000 km và chở theo 10 đầu đạn có khả năng tự dẫn. Mỗi tên lửa Bulava có đủ khả năng hủy diệt một quốc gia. Để tăng cường sức mạnh của đòn tấn công chiến lược bất ngờ từ đại dương này, Nga đã thiết kế để Bulava có thể được phóng ngay cả khi tàu ngầm mẹ đang lặn và di chuyển. Bộ ba hạt nhân đang là vũ khí bảo đảm vị thế siêu cường của Nga. Tuy nhiên, đây là thứ vũ khí không ai muốn sử dụng, vì khi sử dụng, sẽ không còn ai sống sót trên trái đất. Khi đánh giá về khả năng xung đột hạt nhân giữa Nga và Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, "Tôi không nghĩ có ai có thể sống sót sau một cuộc xung đột như vậy."